Lại là một câu chuyện mà chưa có hồi kết. Một chiếc xe rất là đẹp luôn. Vâng, các bác có thể nhìn chiếc xe này, các bác có thể để ý thấy rằng là hàng ghế thứ hai của chiếc xe có thể quay ngược so với hàng ghế phía trước. Đấy, để mà hai người ngồi ở hàng ghế thứ hai có thể là nói chuyện được với người hàng ghế thứ ba. Vâng, một chiếc xe rất là đặc biệt luôn. Mà chiếc xe cửa lùa ghế xoay này chỉ có cái giá mà mọi người không ngờ tới. Số tự động các bác nhá, số tự động mà các bác sở hữu ngay được một chiếc xe mà giá chỉ có 205 triệu đồng. Hình như là em nói quá giá chiếc xe này rồi. Không, chiếc xe này nó còn rẻ hơn rất là nhiều so với cái giá em vừa nói ra. Chỉ có 189 triệu đồng. Các bác đã có ngay một mẫu xe rộng rãi vô đối luôn. Cực kỳ rộng rãi với không gian 7 người ngồi. Tiện lợi với ghế xoay 360 độ các bác nhá. Ghế xoay hàng ghế thứ hai, cửa lùa hai bên. Và các bác mới biết rằng đây là một dòng xe mà tiền thân của Kia Sorento. Vâng, chiếc xe em đang nói từ nãy giờ đấy ạ, đó chính là Kia, cái gì nhỉ, tự dưng em lại quên mất tên rồi. Dòng này tên nghe cực là hoành tráng luôn, Kia Carnivan, rất đẹp. Đấy các bác này, ngay từ cái cửa lùa của nó mở, nó đã cảm thấy là nó xịn xò rồi, rất là êm ái luôn. Kia Carnivan sản xuất năm 2009, đời cao. Dòng xe sử dụng động cơ 2.5, số tự động, rất là hiện đại với rất nhiều chức năng tích hợp, cửa lùa, ghế xoay. Và đặc biệt đây là một dòng xe giá rẻ, rất thích hợp cho bác nào mà hay chạy đường trường, mua cho gia đình. Nếu các bác không để ý đến xăng cộ thì đây là một mẫu xe tốt. Vì thế này, con xe này nó rất là rộng rãi nên là chắc chắn là khung gầm bệ của nó rất là nặng. Đương nhiên là với cỗ máy phải to thì mới tải được chiếc xe này. Thế nên em mới bảo rồi, con này chỉ dành cho những người có điều kiện, không bao giờ để ý đến xăng mà chỉ cần độ chất thôi. Giá lại rẻ các bác. Các bác mua con này về các bác có thể làm thành mobile home được các bác nhé. Đấy này em nói ra luôn đấy ạ. Vâng, các bác có thể làm mobile home. Các bác cứ thử để ý mà xem, với hai hàng ghế đằng sau này, bác bỏ ra, bác để được không gian như thế nào. Nó rộng hơn hẳn một cái giường 4m2 của mình luôn. Vâng, một chiếc mobile home thì các bác biết rồi, công năng cực kỳ luôn, rộng rãi luôn. Khoảng trên, từ trên xuống dưới này của nó là 1m3, chiều ngang 1m6. Các bác để được quá là nhiều đồ luôn. Và kể cả nếu các bác để như thế này, cái ba cái hàng ghế thì đồ của bác để đây các bác có thể xếp lên, quá là ok. Vâng, một dòng xe số tự động đi cực kỳ là đẳng cấp luôn. Và dòng xe này rất là rộng luôn nhá. Đấy, em khuyến cáo các bác có thể là mua mobile home, kính zin. Đấy, xe thì rất là đẹp luôn. Và dòng xe này là một dòng xe rất là bền lành, máy ngon, êm. Đấy, gầm bệ chắc chắn, không hề có mục mọt đấy các bác nhá. Gầm bệ không mục mọt luôn. Và xe này thì rất là cứng. Đấy, cứng cáp luôn rồi các bác luôn. Đấy, các bác nhìn này, chất xe này. Đấy, các bác nhìn nhá, em gõ tôn rồi. Đấy, dày dặn chắc chắn luôn. Đây là một dòng xe sản xuất tại Việt Nam 2009. Và thiết kế của nó thì có vẻ hơi to bản một chút. Nó đây này các bác nhìn này, đứng với Fortuner mà nó còn thế này, hoặc là Innova, những chiếc xe cũng phải nói là thuộc hàng to cao hầm hố đấy. Nhưng mà chiếc xe này nó cũng không kém phần long trọng luôn. Chiều ngang của chiếc xe hơn 1m8 nha các bác nhá, 1m850 chiều cao phải. Và con này này có sẵn giá nóc cho các bác luôn. Đây, giá nóc luôn này, giá nóc thì đặc biệt là chắc chắn luôn. Đấy, các bác thấy chưa, em lắc mà rung cả xe luôn. Đấy, còn về độ chất nội thất thì tương đối thôi. Con này có nội thất là nỉ zin. Đây các bác này, gầm cao, sàn cao, nỉ zin này. Đấy, phần nỉ zin nhá các bác nhá. Ghế da, đây là ghế da, mà ghế da này là ghế da zin. Ghế da zin này, còn nguyên zin của hãng luôn. Đấy, là nguyên zin. Nhưng chỗ này thì đã được may lại rồi. Đấy, chỗ này đã may. Đấy các bác nhìn ạ, vâng.
ghế da zin các bác nhá. Đấy. Còn ghế zin, ghế phần dưới mà zin ấy thì các bác phải nhìn ghế lái này. Đây này. Đấy, ghế da da zin của người ta này. Đấy, nó có lỗ thoáng khí này. Đấy, đây mới là zin. Thế còn cái này là nó được may lại. Vâng. Cái này thì trước chủ người ta cũng không gọi là ngồi nhiều ở những cái chỗ này. Thế nên là đâm ra là cái khoảng này người ta đã luật là lại. Đấy. Vâng, với một dòng xe mà thiết kế rất là nhiều cái thiết kế hiện đại, ví dụ như là chỗ để đồ đấy, cho hàng ghế thứ hai khi mà mọi người đi những cái chuyến xe đường trường ấy, thì những cái chỗ để cốc chén này như thế này là cực kỳ là phải nói là những cái thiết kế mà người ta tính toán chăm chút cho người sử dụng. Cột kèo thì các bác nhìn này, cột của em đẹp luôn này, không hề có lỗi lầm luôn nhá. Cột đẹp thẳng căng, không hề có lỗi lầm, luật là luôn. Đấy, bản lề này các bác này, bản lề này. Đấy. Và các cái ốc các thứ này của xe này, đấy. Các bác nhìn ạ, vâng đấy. Bản lề thẳng căng luột là luôn. Cửa trượt. Cửa trượt này. Đấy, đóng mở cửa rất là khít luôn nhá. Này, khít luôn này. Đấy. Một dòng xe đẳng cấp với thời gian, cửa trượt, ghế xoay, keo chỉ thì zin. Bao cam kết cho bác là không có lỗi lầm, không có đâm đụng. Đấy. Táp lô đây, các bác nhìn táp lô này. Sạch sẽ luôn. Đấy. Dòng này thì bền lành vô đối rồi. Và con này thì chủ người ta trước là người ta hay đi kiểu đi bạn đi bè đấy ạ. Đi đông người. Thế bây giờ bác ấy cũng có tuổi rồi, thế là bác ấy để lại cho em thôi. Vâng, bác ấy không đi nữa và bác ấy để lại cho bên em với cái giá vô cùng yêu thương. Thế nên chiếc xe này thường thường thì giá của nó sẽ rơi vào tầm khoảng 230-240. Thế nhưng mà đây chiếc xe này em bán thì giá chỉ có 180 nha các bác nhá. Vâng, 185 triệu đồng. Đấy, cửa này đóng mở rất nhẹ nhàng và êm ái luôn. Và dòng này thì máy số thì ngon, êm lành vô đối. Đấy, chất thì khỏi về bàn. Đây các bác chỉ cần nhìn các cái phần cột đây là các bác biết. Vâng, xe rất là đẹp luôn, cứng cáp luôn. Bản lề này, đấy các bác nhìn bản lề này, keo chỉ này. Đấy, một dòng xe cao cấp đến từ thương hiệu Kia của Hàn Quốc. Dòng này thì quá lành rồi. Các bác mua về đi chủ yếu là phượt là chính, đi hưởng thụ là chính. Đấy, ghế điện này. Đấy, ghế chỉnh điện đàng hoàng. Đấy. Và vô lăng thì có túi khí an toàn. Đấy. Túi khí an toàn cho các bác. Rồi bây giờ thì em sẽ để nổ chiếc xe này các. Đây các bác nhìn này, túi khí còn nguyên nhá. Đấy, các bác nhìn vào đây các bác nhìn đấy. Vâng, cái này là người ta dùng nhiều, thế là cái này nó nổ lên thì nó thế này thôi, chứ còn túi khí còn nguyên. Và cái tay của cái người sử dụng là người ta hay bám như này, bám này này, thế dẫn đến là chỗ này nó mòn nhiều này. Đấy. Thế còn cần số, số tự động này. Và cái dòng này máy 2.5 thì rất là khỏe luôn. Rất khỏe. Đấy. Bệ tì để đồ đầy đủ. Đấy, nút ấn này. Và con này thì có định vị nha các bác nha. Các bác nhìn này, em đang ở đây này. Đấy, định vị này, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đấy, nó định vị luôn xe cho em. Có màn hình này cho các bác đi những chuyến đi xa không phải lo đến chuyện định vị. Đấy, nói thật với các bác chứ bây giờ cũng chả cần. Thế còn đây là điều hòa chỉnh cơ, hai vùng riêng biệt luôn đấy các bác nhá. Hai vùng riêng biệt. Đấy. Tốc độ gió riêng biệt và hộp kính này. Đấy. Hộp để kính nhiều. Đấy, rồi đèn. Hệ thống đèn chiếu sáng của xe, em sẽ bật đèn lên cho các bác xem. Ô, con này hôm qua về chưa kiểm tra cái phần đèn đằng sau. Đấy. Cái này thì tí em sẽ kiểm tra cho, vì các bạn là có liên quan đến phần đèn này thì hôm vừa về xong thì cũng chưa kiểm tra kỹ hết những cái phần này. Nói chung là đèn đóm thì các bác cứ yên tâm này, em sẽ làm cho các bác. Thế còn trần nỉ này rất là đẹp luôn nhá các bác nhá. Trần nỉ rất đẹp và sạch sẽ luôn. Xe này xe gia đình người ta đi ạ. Vâng, thế nên là các bác yên tâm, cực kỳ chất luôn. Em sẽ để nổ chiếc xe này cho các bác nghe. Đấy, máy rất êm. Cái củ đè thì nó sẽ hơi kêu một chút, vì là cái dòng này máy to, đè bao giờ nó cũng phải khỏe, thế nên là nó sẽ phải lên tiếng như thế. Nhưng mà phần này thì các bác nhìn này. Đấy. Rất đều luôn. Và đây, em sẽ mở lắp cabo cho các bác. À, con này thì phanh chân ở đấy nhá các bác nhá. Sử dụng phanh chân đây, và các bác nào muốn tháo ra thì mình kéo này, cái là đây là dòng cao cấp mà. Vâng, đây là sẽ dùng phanh chân. Và cái chỗ phanh tay ở mọi khi á thì nó để cái bệ tì tay, thì mình chỉ cần mở này thôi. Đấy, rất tiện để nước. Nếu các bác muốn khóa thì các bác ấn vào đây này.
bóp vào đây cái nó lại xuống. Đấy, rộng rãi và tiện lợi. Rất nhiều cái chỗ tiện lợi của xe. Đây cũng là một hộc để đồ tiện lợi luôn này. Rồi ở dưới này này. Đấy, rất là nhiều hộc tiện lợi luôn. Đấy, với cái dòng xe như thế này, giá thì nó lại rất là ngon. Đấy, chỉ 185 triệu đồng cái chiếc xe này ạ. Vâng. Các bác nào mua khuyến mại cho các bác gói bảo hành nhá. Vâng. Gói bảo hành xe trị giá là 100.000. Nó đùa với các bác chứ xe này thì các bác về khỏi về chê. Nếu các bác nào am hiểu về xe thì chắc chắn là các bác không chê được cái gì của xe này. Đấy. Con này sử dụng động cơ qua cam. Đấy, cam không phải người ta thường hay cam kép thì đây là cam tứ, có nghĩa là 6 van nhưng cam 4, có nghĩa là hai bên lại hai cặp cam nữa thành cam tứ. Con này sử dụng động cơ V6 nha các bác nhá. Động cơ V6 hình chữ V ấy. Vâng, hai chữ V bên này bên kia. Đấy, động cơ V6 đây các bác này. Đấy. Máy rất là hầm hố luôn và máy chữ V nghiêng. Và con này 2.5 thôi chứ không phải 3.0. Thường thường máy V6 sẽ là 3.0, nhưng đây là một dòng xe máy V6 2.5. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này thì cũng phải rơi vào tầm khoảng 11 lít trên 100 cây. Nhưng bù lại các bác có một cái sự êm ái quá là ổn định luôn. Vâng, êm ái vô cùng luôn. Và các phần đầu sườn đây của xe đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng nhá. Các bác nhìn này, ngay phần chữ nghĩa của xe đây nó cũng đã rất rõ ràng rồi. Đấy, các bác nhìn ạ, vâng, rất rõ ràng, không hề có lỗi lầm. Đấy, xe rất là cứng cáp luôn. Và con này có trợ lái, trợ liếc, các thứ đầy đủ luôn các bác. Đấy, lái dầu này. Đấy, máy thì cực kỳ êm rồi, không cần phải trình bày đâu xa, máy rất êm mà không sợ lỗi. Đấy, xe này thì đảm bảo cho các bác cứ yên tâm về mà chỉ có việc chạy thôi. Còn con này thì nói chung là nó không phải là dòng xe sang hẳn rồi, nó có dòng xe dành cho những người thích hưởng thụ và những người mà thích ưa xê dịch. Đấy, các bác nhìn này, phần tai đèn, đầu đèn đây, rất đẹp luôn. Đấy, cốp đóng mở chắc chắn. Với một cái thiết kế đẹp như thế này thì đây là một mẫu xe giá rẻ cho các bác. Lốp Michelin dày dặn luôn này, các bác nhìn này, lốp mít dày nhá, lốp mít dày luôn. Đấy, xe đẹp, lốp dày, lốp 195, vành 15 và lốp rất dày luôn, la răng đúc luôn nhá, phanh đĩa kết hợp với cả ABS cho các bác. Đấy, những bác nào mà thích những cái dòng xe giá rẻ thì cứ gặp em Vũ Duy Auto, kiểu gì cũng có. Đấy, xe bên em thì rất là nhiều, về liên tục luôn. Đây các bác nhìn này, bãi như thế này thì các bác bảo sao phải lo đến chuyện là không thiếu xe cho các bác luôn. Đấy, cực kỳ nhiều xe luôn đấy các bác nhá. Vâng, và những bác nào mà yêu thích những cái dòng xe như thế này cứ đăng ký kênh em, là kiểu gì cũng có xe cho các bác đẹp luôn. Đấy, đóng cửa mở cửa ok luôn. Rồi bây giờ ta sẽ cùng đánh võng ra đường tí nào cho các bác thể hiện con này thì đi thì ngon rồi, nó rất là lành luôn và lại đi rộng rãi vô cùng. Đấy, em sẽ lái chiếc xe này. Con này thì nó có số tự động, có cả các loại cấp số 2 với cấp số chậm, thế nên là vượt mọi địa hình thoải mái luôn các bác. Đây, bây giờ thì em sẽ đi ra cái vùng chỗ khu khoằm và lăng nhăng này, nó đánh võng ở ngoài đường này cho các bác. Để các bác cùng xem. Với một chiếc xe rộng rãi như thế này nhưng mà cái khả năng linh hoạt của nó rất là tốt luôn. Đấy, các bác nhìn này, vô lăng trợ lái rất nhẹ nhàng nhá, lái ngon, khỏe đấy. Và riêng cái này thì nó dẫn động cầu sau rồi, cứ yên tâm là chạy phè phé luôn. Vâng, những ai quan tâm đến mẫu xe lâu lâu mới có ở em Vũ Duy Auto này thì mời các bác cứ điện thoại cho em Vũ Duy Auto thôi. Vâng, qua số điện thoại 0869158926 nha các bác nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm em Vũ Duy Auto thật là nhiều. Và chúc các bác tìm cho mình được những chiếc xe yêu thương. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác có được cho mình những chiếc xe yêu thương. 24 vạn đây này. Đấy, 24 vạn nhé. Chắc chắn nó đi nhiều rồi. Thế nhưng mà xe phải nói là chất, ngon, êm, máy lành bền. Ui xa, nước lồi phùn phè phè này cơ mà. Vâng, cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.